Một cái căn nhà giá rẻ chỉ có 850 triệu, bà con mình có tin được không ạ? À? Vừa nhà, vừa đất, không phát sinh chi phí, 850 triệu, sổ hồng riêng công chứng bất kỳ lúc nào cũng được. Và ngày hôm nay, một cái căn nhà em Hậu đang ở đây để gửi đến bà con mình. Đấy, có nhiều bà con mình có hỏi em á, là thường những cái căn mà em giới thiệu cho bà con mình á, thì cái giá đó còn có thêm cái chi phí gì hay không? Đó, và thêm xin thưa với bà con mình á, là những cái căn nhà mà bên em giới thiệu cho bà con mình á, là giá đó là giá toàn bộ vừa nhà vừa đất ha bà con. Đấy, và căn nhà ngày hôm nay của chúng ta là căn nhà ngang 5 mét, dài 30 mét. Đó, và ở đây là khu vực dân cư, cách chợ Trường Lưu á, bà con đi chỉ có 1 km theo cái hướng này. Đầu đường á, là đường đó là đường Trường Đông, chúng ta có thể là đi về á, là chợ Trường Lưu, nó cách đây là 1 km về trường học nè, về ủy ban nhân dân xã Trường Đông chúng ta chỉ cũng có 1 km thôi. Bà con mình có thể quẹo phải để mình đi ra là đường quốc lộ 22B để chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố Hồ Chí Minh bà con mình về đây chỉ có là 80 cây số thôi. Và như là nếu mà chúng ta đi về chợ Long Hoa đó, về Tòa Thánh Tây Ninh là bà con mình á là mất chỉ có khoảng 8 km. Đó, bà con mình thấy cái bất động sản này nó hợp lý không? Chiều ngang của mình nè là ngang 5 mét, cổng rào bờ rào là xung quanh là có đầy đủ hết cho bà con mình rồi. Và cái con đường này là hiện tại đang là con đường đất 10 mét. Nó nhưng mà sắp tới cũng sẽ được lên nhựa, như bà con mình thấy là đã được ủi mấy cái đường này nè để chuẩn bị làm cái nền hạ để chuẩn bị lên nhựa nha. Nó bà con nào mà đang muốn tìm một cái nhà giá rẻ, nó rộng rãi, sân để được ô tô, nó gần chợ, gần trường học thì cái căn nhà này rất là phù hợp cho bà con mình. Đây cổng rào á thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, xe mình á nếu mà mình 4 chỗ 7 chỗ bà con mình vô cái cổng này cũng được, và chúng ta có một cái khoảng sân ở đây rất là rộng rãi cho bà con mình. Kể cả có luôn cái mái tôn lợp sẵn rồi, mình không có sợ mưa gió nắng mưa ha. Đây. Và bên hông này nè bà con. Đất mình là 5 mét nhưng mà cái nhà mình cất là khoảng là 4 mét rưỡi. Chúng ta sẽ có một cái lối đi từ vị trí này mình đi lại phía sau nhà. Đó. Thông thoáng, có nhiều bà con hỏi là nhà xây sao không có cái lối thoát hiểm. Đấy, căn này phù hợp theo nhu cầu của bà con mình. Đó. Có nhiều bà con nói là tại sao không xây hết đất và tại sao không chừa lối thoát hiểm, thì trên kênh mua bán nhà đất Tây Ninh của em á có rất nhiều sản phẩm nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con. Những bà con nào thích xây hết đất có luôn, xây chừa lối đi thì căn này đó. Và những bà con nào mà muốn mà xây nhà có nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì cũng có những căn là sẽ không có nhà vệ sinh đấy. Nên bà con mình có thể lên kênh mua bán nhà đất của em, bà con mình lên đó mình xem có rất nhiều sản phẩm trên đó cho bà con mình lựa chọn ha. Và ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta ở đây như bà con mình thấy nè, đó, một cái căn nhà bốn cánh đó, cửa này là cửa sắt ha, và có la phong thạch cao trần thả cho bà con mình, dán gạch lên tới phía trước luôn nè. Đấy, cây trụ thôi, cây trụ cửa, cây cột ở trước là cũng có dán gạch đây cho bà con mình đó. Bà con mình thấy nè, có dán những cái thanh nhôm ấy ngay góc cạnh. Nền nhà là lót gạch 60 màu trắng vân mây đó. Căn này thì thiết kế là nó là gọi là thiết kế cơ bản đó, nhưng mà bà con mình nhìn cũng rất là đẹp và hợp mắt đúng không ạ? Đấy, toàn bộ nhà bà con mình thấy là dán gạch lên là 1,5 m đi hết cho bà con mình luôn nè, thạch cao trần thả hết đó. Ở đây thì chị chủ là chừa những cái lam gió này, thì những bà con nào mà mình không thích xài máy lạnh thì mình cứ để gì giúp phòng của mình á nó sẽ thông thoáng hơn đấy. Và cái khu vực phòng khách này của chúng ta là chiều ngang của mình á là 4,5 m rồi, nhưng mà cái chiều sâu vô á là 5,5 m nha. Đấy, rất là rộng luôn cho bà con mình, có màn cửa đồ hết luôn đó. Lối đi á thì cũng rộng rãi nha bà con, lối đi mình á ngay chỗ vị trí này có màn cửa nè, cửa buồng của mình nè. Bà con mình thấy gió thổi rất là mát. Và lối đi này của mình là 1,2 m, có hai phòng ngủ ở đây cho bà con mình đó. Toàn bộ nhà dán gạch hết nhìn rất là sáng. Còn cửa phòng ngủ nè, ở đây chúng ta sẽ có cái cửa phòng ngủ bằng sắt nha, rộng lắm bà con. Đây,
Bà con mình có thể vào đây xem với em. Này, ở đây mình có xem là 1 viên 2, 3, 4, 4 viên gạch 6, 3, 2, 4, 6, 4, 3, 2 cộng với bên đây của mình á, là được thêm 3 tấc nữa. Đó, coi như là chiều ngang này là 3,5 m, chiều bên đây cũng là 3,5 m, như phòng của mình là khoảng 10 m². Đấy. Bên đây mình sẽ có một căn phòng thứ hai nha. Nhà mình sẽ có hai phòng ngủ. Tại vì cái không gian này mình vừa làm sân trước và sân sau. Đó. Có những căn á, thì em sẽ có 3 phòng ngủ. Nhưng căn này của mình là có 2 phòng ngủ. Đó, bà con mà mình thích những cái căn 3 phòng ngủ thì mình cũng có thể lựa chọn. Và ai thích nhà mình ít người, có 2 phòng ngủ mà phòng bếp, sân đồ rộng rãi á, thì mình chọn cái căn này. Đó. Đây bà con mình thấy nè. Đây, chỗ này là mình lắp máy giặt nha. Đó. Nước ra nước vô ổ điện nè. Đó. Bà con mình thấy ok không ạ? Bên đây mình có cái bếp. Đấy, bếp này á thì chưa có làm là tủ bếp. Có một số bà con mình thích một cái sự thông thoáng nên chị chủ là không có làm. Chậu rửa bên đây, đó, ổ điện. Bếp ga là bà con mình có thể để vị trí này. Đó. Bà con mình thấy cái nhà này được mấy điểm? Đó, nếu mình chưa chấm điểm được mình đi coi hết cái khu vực phía sau luôn. Tí xíu thì mình coi coi có phù hợp với bà con mình không ha. Khi bà con mình bước xuống phía sau, mình sẽ có nhà tắm và nhà vệ sinh bên đây. Đây, ở bên đây thì mình sẽ có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh cho bà con mình. Thiết kế thoáng nha. Đó, có vòi nước đồ đầy đủ hết cho bà con mình. Đây, ở đây là thiết kế thông thoáng. Bà con là mình muốn kín đáo thì mình có thể làm thêm ở phía trên đây. Đó, nhưng mà ở đây là mình đã có làm cái máy to ở phía sau luôn. Đây, bên đây là nhà vệ sinh bên đây của mình nha. Đó, một cái nhà vệ sinh bên đây, một cái nhà tắm. Còn một khoảng sân sau ở đây cho bà con mình nè. Đây chỉ làm mà ton giật lên rồi. Đó, mình có một cái bồn nước ở đây cho bà con mình. Đấy, chân sắt riêng biệt cho bà con mình. Đó, cái trụ sắt này bà con mình thấy. Đấy, bờ rào, bờ tường xung quanh hết rồi. Đó, còn cái lối này là cái lối mà mình nhìn thẳng lên ở trước nè bà con. Đó, cái lối đi mà hồi nãy mà em Hậu có nói cho bà con mình là mình đi thẳng từ trước lại sau đó. Đấy, bà con mình thấy hợp lý không? Cửa sau nè. Đó, rất là rộng rãi, thoải mái cho bà con mình. Đó, những bà con nào mà ai đang muốn tìm một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh đó, để mà mình định cư, an cư lạc nghiệp tại thị xã Hòa Thành đó, và đặc biệt là khu vực xã Trường Đông, thì căn nhà này nó sẽ đáp ứng đầy đủ công năng cho bà con mình. Có sân để ô tô, phòng khách rộng rãi, hai phòng ngủ, có khoảng sân sau để chúng ta có thể giặt giũ phơi đồ quần áo ha. Một cái phòng thờ, một cái phòng khách nó bự như vậy. Ví dụ như chỗ này bà con mình vẫn có thể là để, nếu mà bà con bên đạo Câu Đài á, là mình sẽ để cái trang thờ ở đây, nó cái khánh thầy ở đây. Đó, nhưng thì mình còn một cái khoảng sinh hoạt ở đây rất rộng ở đây cho bà con mình. Đó. Và đặc biệt cái nhà này mà nếu mà bà con mình đến mà mình thích nhất á, là mình cái khoảng sân. Đó. Ở đây, em vô trong đây em đứng em quay ra cho bà con mình coi cái khoảng sân từ trong nhà nhìn ra nè. Đó, để bà con mình sẽ có dễ hình dung hơn đó, về cái khu vực ở đây. Đó, bà con mình có thể thấy được. Đó, từ trong nhà bà con nhìn ra ngoài, một cái khoảng sân rất là rộng luôn. Đó, một cái khoảng sân rất rộng ở đây cho bà con mình. Đấy, nhà, đất, sân rộng mà thiết kế đẹp nữa mà chỉ có 850 triệu, bà con mình có tin được không? Đó, sổ hồng riêng luôn. Mình đến mình xem nhà, nếu mà bà con cảm thấy phù hợp, ok, thì chúng ta có thể gặp trực tiếp chủ nhà để chúng ta có thể trao đổi thương lượng về giá cả nha. Đó, rào đồ xung quanh đây hết cho bà con mình rồi. Đấy, 850 triệu là có một cái nhà rồi, dọn vô ở ngay rồi. Đó, bà con nào mà quan tâm thì có thể liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ cho bà con mình đi đến xem nhà và gặp chị chủ nhà để mà chúng ta thương lượng trao đổi nha. Cái này chị chủ nói em á là bớt cái lọc thôi nha. Bớt lọc kêu xác rồi đó. Để có nhiều bà con hỏi là có thương lượng nhiều không? Dạ, bớt cái lọc nhẹ thôi. Bà con mình thấy mà vừa đất vừa nhà mà 850 là quá rẻ đúng không ạ? Đó, bà con quan tâm liên hệ ngay ha. Và bây giờ em sẽ gửi đến bà con mình cái sổ đất của cái căn nhà này để bà con mình tham khảo nè. Ở đây chúng ta sẽ có thửa đất là 916 tờ bản đồ số 14
thuộc ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, bây giờ là thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha. Tổng diện tích là 146,1 m² và đất ở nông thôn là 75 m. Đó, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha, là 71,1 m nè bà con. Đường của mình là đường 10 m phía trước, ngang 5. Đó, dài là được 30, phía sau cũng là 5 m. Và căn nhà của mình là quay về cái hướng Tây Nam nha. Một căn nhà, đường 10 m, khu dân cư đông đúc gần chợ, đầy đủ tiện ích. Đó, mà chỉ có 850 triệu, còn chần chờ gì nữa. Nhấc máy gọi cho kênh Mua Bán Nhà Đất 0839 666 736. Và bà con nào chưa đăng ký kênh, bà con mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh. Và hàng ngày em sẽ gửi đến bà con mình những cái sản phẩm, những cái bất động sản đang được giới thiệu, đang được chào bán tại Tây Ninh. Đó, ai đang muốn em đến hỗ trợ bà con quay quảng cáo giống vậy, ai muốn bán nhà bán đất, ký gửi bất động sản, liên hệ để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Bên em quay là sẽ không lấy phí nha. Đấy, bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ. Và bây giờ cùng em chúng ta sẽ đi ra cái đường Trường Đông ở phía ngoài để cho bà con mình dễ hình dung hơn về cái đường xá đây. Xin mời. Như bà con mình thấy nè, hai bên đường là mới ủi để chuẩn bị làm cái nền, để chuẩn bị là trải nhựa ha bà con. Đấy, điện thì có nè, đèn đường có luôn ha bà con. À, dân cư nhà cửa ở đây cũng rất đông. Và nhà mình là sát bên con đường lớn ở ngoài, có tên là đường Trường Đông ha. Từ nhà đi chợ cũng gần, con em mình đi lại trường học cũng gần. À, với một cái bất động sản mà thuộc khu vực dân cư như vậy thì bà con mình thấy với cái mức giá 850 triệu này có hợp lý không ạ? À? Đấy, và ngay đầu đường này nè bà con, đây là đường Trường Đông, bà con mình quẹo phải là mình sẽ đi ra đường quốc lộ 22B ha. À, ở đây mình cũng có tiệm tạp hóa rồi đầy đủ hết. Kế bên đây bây giờ mình quẹo trái là chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Văn Linh, đi về chợ Trường Lưu, Ủy ban Nhân dân xã. Khu vực này á thì các tuyến đường hiện tại thì cũng đang triển khai làm nhựa cũng rất là nhiều. Nên bà con mình bây giờ mà mình lựa chọn ở đây thì, và với những cái tầm giá này thì em hậu nghĩ cũng rất là hợp lý cho bà con mình. Thì những bà con ở xa, bà con mình có thể đến ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Trường Đông hoặc là chợ Trường Lưu để em hậu có thể đến và hỗ trợ cho bà con mình đi xem cái bất động sản này. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.